Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến cuối tháng 5 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.000 doanh nghiệp hợp tác xã bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch COVID-19. Trong đó, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, vận tải, giáo dục đào tạo. Lao động bị chấm dứt việc làm khoảng 10.000 người, bị ngừng việc đến 20.000 người. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau đại dịch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Theo rà soát thống kê của ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đầu năm 2020 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp, kể cả dầu khí Bà Rịa Vũng Tàu, giảm 5,93%. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ giảm 10,72%. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô chỉ tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ. Ngành may mặc gỗ với hơn 90% nguyên liệu phụ thuộc từ Trung Quốc, dẫn đến sản xuất sụt giảm nghiêm trọng. Khoảng 40% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở lĩnh vực này vẫn đang thiếu hụt nguyên vật liệu. Các doanh nghiệp ngành dệt may, giày da, túi xách, ba lô, nguồn nguyên liệu cũng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan. Và hàng hóa thì xuất khẩu sang Mỹ, EU, nên hoạt động sản xuất kinh doanh đến nay vẫn đình trệ vì đại dịch trên phạm vi toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp. Với ngành thép hầu hết nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, từ Malaysia, Bỉ, Indonesia, các doanh nghiệp đều bị sụt giảm doanh số, đặc biệt có doanh nghiệp không có đơn hàng phải thu hẹp sản xuất. Công ty chúng tôi gặp nhiều khó khăn về thị trường đầu ra. Do ảnh hưởng dịch Covid nên các công trình xây dựng đều phải tạm ngưng, sản phẩm không bán được. Một số mặt hàng mà do thiếu nguyên vật liệu đang phải cho tạm ngừng và không thể xuất hàng thì nó sẽ gây áp lực rất là lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh khó khăn về nguyên phụ liệu, thị trường, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn vì lao động nước ngoài chưa trở lại làm việc. Thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 100 lao động người Trung Quốc, Hàn Quốc là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, quản lý, chưa quay trở lại. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư làm đầu mối, theo dõi đôn đốc các sở ngành liên quan, thực hiện hỗ trợ sao cho hiệu quả nhất. Hiện nay thì ở tập trung các đầu mối như là Ban lý công nghiệp, đầu mối là ngành thối và đầu mối là Sở Du lịch để giải quyết những cái căn cơ nhất mà doanh nghiệp đang cần trong thời gian ngắn nhất. Về phía Sở Công Thương, từ tháng 2 năm 2020, thời điểm chống dịch COVID-19 quyết liệt, đã nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để cùng tháo gỡ hoặc kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ. Hiện nay thì trong quá trình tổng hợp, chúng tôi mới tổng hợp khoảng 33 doanh nghiệp. Thì trong đó các doanh nghiệp cũng nêu đầy đủ các cái thông tin về cái khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải tiếp tục để rà soát để có tổng thể các cái ngành hàng ở trên địa bàn tỉnh. Thì từ đó chúng tôi mới tổng hợp để báo cáo Bộ Công Thương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chỉ đạo Cục Thuế rà soát thống kê đối tượng thuộc diện được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ. Với mục tiêu tập trung hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế, hàng loạt giải pháp hỗ trợ đã và đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tích cực triển khai, song song với thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở tổng hợp của các sở ngành địa phương, dự kiến đến cuối tháng 6 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm quyết định phương án hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cụ thể cho các doanh nghiệp